Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có nội dung chính sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, trận động đất hôm nay ở Tứ Xuyên là dư chấn mạnh của trận động đất Lùi 6,8 độ Richter. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định rằng vào lúc 13 giờ 17 phút ngày hôm qua, một trận động đất 5,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lùi, tỉnh Kanji, Tứ Xuyên, vị trí tại 29,61 độ vĩ bắc, 102,03 độ kinh đông. Trận động đất có độ lớn với tiêu cự sâu 12 km. Theo báo cáo, tâm chấn cách hạt Lùi 39 km, cách thành phố Kanding 44 km và cách thành phố Thành Đô 229 km. Một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lude, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn. Nguồn tin báo cáo nhanh, mạng lưới địa chấn Trung Quốc cho biết trận động đất 5,0 độ Richter là dư chấn mạnh của trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Tứ Xuyên vào ngày tháng trước. Hai tâm chấn cách nhau 5 km. Theo Cục Quản lý Động đất Tứ Xuyên, sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại huyện Lude, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên lúc 12 giờ 52 phút trước đó, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, tổng cộng đã ghi nhận được 6.486 dư chấn, trong đó dư chấn cấp độ M3 1,8 độ Richter trở lên, hai trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, một trận động đất 5,0 độ Richter, 5,9 độ Richter, hai trận động đất 4,0 độ Richter đến 4,9 độ Richter và 15 trận động đất cường độ 3,0 độ Richter đến 3,9 độ Richter. Sau trận động đất, đội chữa cháy rừng tỉnh Gansu, đội chữa cháy rừng tỉnh Nhan Sang và đội chữa cháy rừng Apa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, tập hợp nhân sự và chuẩn bị cho việc điều động. Kể từ ngày giữa tháng này, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sét, gió mạnh và mưa đá, gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Theo thống kê từ Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 20 giờ ngày hôm qua, các trận mưa, lũ, gió và mưa đá xối xả vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 75 người chết và 24 người mất tích tại 10 tỉnh, trong đó có Phúc Kiến, Quảng Đông và Hồ Nam. Trong đó, 46 người chết và 10 người mất tích do thảm họa ở Quảng Đông, 16 người chết và 4 người mất tích do thảm họa ở Giang Tây và 3 người chết ở mỗi tỉnh Phúc Kiến, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Hiện tại, khu vực mưa lớn đã thu hẹp và cường độ suy yếu. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã gỡ bỏ cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng vẫn còn mưa lớn ở các khu vực Sơn Đông, Hồ Nam, Vân Nam và các nơi khác, và mưa lớn ở các nơi thuộc Tây Bắc Vân Nam, Tây Nam Đài Loan và các nơi khác. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, khiến giao thông bị tắc nghẽn, trường học đóng cửa, đất nông nghiệp bị phá hủy. Sau trận mưa, phóng viên nhìn thấy trường cấp 2 Yao Tian ở Jianshu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở thị trấn Jinfeng, Tao Tian, Thiểu Quan, Quảng Đông. Chúa ơi, hôm qua học sinh có tan học, hôm nay học sinh đã được thông báo đình chỉ học. Hiệu trưởng của trường nói với các phóng viên rằng may mắn thay, các học sinh đã được thông báo để tạm dừng các lớp học, nếu không các học sinh đã bị mắc kẹt trong khuôn viên ngập nước hôm nay. Trong những ngày qua, lượng mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các khu vực phía Nam và phía Bắc tỉnh Phúc Kiến. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, giao thông đường biển, đường bộ và đường hàng không ở tỉnh Phúc Kiến bị phong tỏa hoàn toàn. Vào sáng sớm ngày hôm nay, hệ thống thoát nước của Hạ Môn bắt đầu quá tải. Nhiều con phố, bao gồm cả đường Lưu Linh bị tích nước, con đường trở thành bãi đậu xe, nơi từng đông đúc xe cộ ùn ứ. Theo một cư dân mạng Hạ Môn có tên Cưỡi Heo Đi Làm, anh lái xe đi làm lúc 7 giờ 40 phút và đến công ty gần 3 tiếng sau đó, vừa đến giờ ăn trưa. Ngoài các tuyến đường giao thông, các nhà để xe ngầm cũng bị nước nhấn chìm. Một số người miễn cưỡng nói con đường đã trở thành bãi đậu xe do tắc đường và bãi đậu xe đã trở thành bể bơi. Bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn, đường sắt cao tốc Vũ Hán – Quảng Châu – Ga Xingdezi – Gao Quan đã chạy quá giới hạn tốc độ vào ngày hôm qua, khiến một số EMU bị trễ. Cứu hộ, thuyền và thợ lặn đi sâu vào vùng thiên tai. Nhà của tôi bị cuốn trôi gần như hết tất cả, rất nguy hiểm. Nếu cán bộ thôn thông báo sơ tán chậm hơn một chút, cuộc sống của tôi sẽ kết thúc, một người dân vui vẻ cho biết. Vào tối ngày hôm qua, đã có mưa to đến rất to trên toàn huyện Củng Thành, Quảng Tây. Tất cả các thị trấn, thôn, bản đã triển khai phương án khẩn cấp. Các thị trấn khi có mưa lớn đã kịp thời thực hiện các hành động ứng cứu khẩn cấp và phòng tránh, đồng thời thông báo cho người dân vùng trũng di tản đến khu vực an toàn bằng cách vận hành báo động bằng tay, đánh cồng chiêng và gõ cửa từng nhà.
Từ tối ngày hôm trước đó, thành phố Hồ Nam, tỉnh Hồ Nam bắt đầu đầu tư nhiều nhân lực cho công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Do mực nước tiếp tục dâng cao, đến sáng ngày hôm qua, Ban Chỉ huy lực lượng vũ trang thành phố và lực lượng dự bị động viên lại khẩn trương cử lực lượng cứu hộ xuồng xung kích đến khu vực thiên tai để ứng cứu. Tổng cộng có hơn 600 người bị mắc kẹt, trong đó có nhiều người già, trẻ em và học sinh. Hầu hết những người bị mắc kẹt đã được di chuyển khẩn cấp. Mặc dù chưa chuyển được một số học sinh nội trú ở các trường có địa hình cao hơn, nhưng đã bố trí giáo viên đi cùng và bố trí nhân lực giao đồ ăn. Tại Hạ Môn, Phúc Kiến, một trung tâm mua sắm dưới lòng đất bị ngập do mưa xối xả. Một người đàn ông đã được giải cứu sau khi mắc kẹt trong 10 giờ và đã được các thợ lặn giải cứu thành công. Cảnh báo mưa bão màu xanh đã được dỡ bỏ, nhưng vẫn còn mưa lớn ở nhiều nơi. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, do vùng mưa lớn bị thu hẹp và cường độ suy yếu, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn màu xanh vào lúc 6 giờ ngày hôm nay. Trước đó, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã nhiều lần đưa ra cảnh báo màu xanh lam đối với mưa lớn. Tuy nhiên, vẫn có mưa to ở các nơi ở Sơn Đông, Hồ Nam, Vân Nam và các nơi khác. Có nơi mưa to đến rất to ở các nơi thuộc Tây Bắc Vân Nam, Tây Nam Đài Loan và các nơi khác. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ ngày mai đến ngày kia sẽ có mưa lớn ở các khu vực ven biển phía Nam Quảng Đông, Đài Loan, Đông Nam Tây Tạng, Tây Bắc Vân Nam, Đông Lưu vực Tứ Xuyên, Trung Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam và Đông Nam Sơn Đông. Các khu vực phía Tây Bắc Vân Nam, Tây Nam Đài Loan và các nơi khác đã có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70 đến 90 mm và các khu vực trên có mưa dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc cho đến nay đã khiến 91 người chết và 24 người mất tích và khoảng 352.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Bức tranh thể hiện quá trình sơ tán của người dân Quảng Đông. Từ đầu tháng 6, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi. Thống kê cho đến nay đã làm 91 người chết, 24 người mất tích, 5,612 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 396.000 người đã phải sơ tán khỏi quê hương của họ và đưa đi nơi khác. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc chỉ ra rằng lũ lụt đã bao phủ 77 quận và ở 49 thành phố thuộc 8 tỉnh, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu. Tổng số hơn 9.300 ngôi nhà bị sập, 56.000 nhà cửa bị hư hại, hoa màu bị hư hại nặng nề. Thiệt hại ước tính là khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ, khoảng 60,68 tỷ đài tệ. Lực lượng cứu hỏa Trung Quốc đã giải cứu 4.342 người bị mắc kẹt sau khi vào khu vực thiên tai. Tuy nhiên, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong thời gian tới vẫn có mưa lớn ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, có thể tiếp tục gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Thưa quý vị, thông tin được cung cấp bởi Trung tâm Thủy văn Quảng Tây vào ngày thứ Hai cho thấy, do lượng mưa lớn từ cơn bão số 6 năm nay mang lại, vùng thượng lưu của sông Yangtze, một nhánh của sông Yangtze và sông Nanyangtze đã bị ảnh hưởng. Một số nhánh và một số sông dọc theo bờ biển phía Nam Quý Châu đã trải qua trận lũ từ 1,5 đến 4,5 mét. Trong số đó, đoạn sông của thị trấn Hoàng Lăng, huyện Bo Bai, quận Bo Bai, một nhánh của sông Nanyangtze đã trải qua trận lũ cao hơn mức cảnh báo 0,68 mét và mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay đã có mưa lớn ở các khu vực thuộc Quảng Tây, Phan Trinh Quang, Hinju, Benhai, Julin, Chongju và các thành phố khác. Mưa to cục bộ và lượng mưa hàng ngày lớn hơn ở thị trấn Phu Long, Phong Cheng District, Phan Trinh Gang City 260mm, 233mm trong Phu Cheng Town, Jin Hai District và thành phố Benhai. Lúc 8 giờ ngày hôm nay, ngoại trừ trạm thủy văn Hoàng Lăng trên sông Yasan vượt mức cảnh báo 0,58 mét, mực nước các sông khác đều dưới mức cảnh báo. Mực nước trạm thủy văn Trường Lạc trên sông New Yangjin là 13,7 mét, mực nước cảnh báo 16 mét và tốc độ dòng chảy tương ứng là 298 mét khối mỗi giây. Dự báo trong 24 giờ tới, sông Yangtze và sông Ninh Đàm ở thành phố Ngọc Lâm sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 0,9 mét, hạ lưu sông Nam Liên, sông Cửu Châu, sông Phương Thành, sông Bắc Lâm, sông Yuyang và nhánh sông Minh Giang sẽ tiếp tục lên 1,5 đến 4,5 mét. Cư dân vùng lũ Sơn Tây, Yunjiang than trời, lũ bùn đã khiến khắp nơi bùn ngập cao hơn 1 mét. 34 năm sống, tôi chưa thấy trận lũ nào lớn như vậy. Quận Yongjiang, huyện Lujiang, Sơn Tây hứng chịu trận mưa xối xả lớn nhất trong năm nay. Lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và nhiều làng mạc và thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đường bị cuốn trôi và ô tô bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Chủ cửa hàng ở địa phương cho biết, thời điểm tồi tệ nhất là lúc 7 đến 8 giờ sáng, lũ dâng cao hơn 1 mét. Trong 34 năm cuộc đời, ông chưa từng thấy trận lũ nào lớn như vậy. Quán đầy cát,
bùn và nước, toàn bộ thiết bị điện bị ngấm nước không sử dụng được. Ông chủ Wang nói rằng đường phố bây giờ hỗn loạn, xe cứu hộ và xe nâng đã đến hiện trường nhưng không thể xử lý trong ngày 1, ngày 2. Kính thưa quý vị, một trận động đất 5,11 độ Richter tại Kokutgan xảy ra vào lúc 5 giờ 58 phút ngày hôm qua tại huyện Tangkuban, vị trí tại 37,58 độ Vĩ Bắc, 72,25 độ Kinh Đông ở Khatga, Tân Cương với tiêu cự 8 km. Trận động đất đã khiến 8 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Tâm chấn cách hạt tự trị Katugan Takik 22 km, cách huyện Jingshisa 171 km, cách hạt Ato 185 km, cách huyện Jepu 190 km, cách huyện Yangche 194 km, cách Kasa 220 km và cách 1251 km từ thành phố Urumi. Vào lúc 6 giờ, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại hạt Takoran với vị trí 37,62 độ Vĩ Bắc, 75,27 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 5 km. Lúc 6 giờ 29 phút, một trận động đất mạnh 3,0 độ Richter nữa đã xảy ra tại hạt Takoran tại vị trí 37,63 độ Vĩ Bắc, 75,26 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 7 km. Theo báo cáo của đội quan sát di động tại chỗ của Cục Động đất khu tự trị Tân Cương, các bức tường của bệnh viện quận Takugan đã bị đổ, một số ngôi nhà bị sập và một số người đã bị chôn vùi. Theo thông tin do Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp đưa ra, trận động đất 5,5 độ Richter đã ảnh hưởng đến 43 làng tại 12 thị trấn và làng mạc, khiến 8 người chết, 29 người bị thương và 12.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ ba làng Kuyong. Trong số những người bị thương, một người bị nặng đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Các dấu hiệu sinh tồn của ba người bị thương nặng đã ổn định. Những người khác bị thương nhẹ đã được khám và điều trị. Việc lo hậu sự và trấn an tinh thần cho nạn nhân và gia đình những người bị thương đang được tiến hành. Người đứng đầu Ban tuyên giáo quận ủy Takugan cho biết các lãnh đạo chính của quận ủy đã đến được tâm trấn và đang điều tra tình hình thảm họa. Sự việc đang được thống kê. Đến 7 giờ 20 phút, đội phòng cháy chữa cháy công an huyện Kasta đã điều động xe cứu hỏa cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tìm thấy hai người mắc kẹt và giải cứu thành công. Vào lúc 8 giờ 30 phút, đội cứu hỏa Kasga đã đưa ra một kế hoạch khẩn để ứng cứu trận động đất. Lúc 9 giờ 5 phút, 3 xe cứu hỏa cùng 14 cán bộ chiến sĩ do đội trưởng Su Hai Yang dẫn đầu đã khẩn trương đến khu vực xảy ra động đất ở huyện Takugan để tiến hành cứu hộ với các thiết bị cứu hộ động đất như dò tìm, phá dỡ, cứu sinh, thông tin liên lạc. Nhiều công tác cứu hộ khác nhau đang được thực hiện một cách giao diết và có trật tự dưới sự điều động thống nhất của chính quyền địa phương, theo Du Xinying. Chánh văn phòng Cục Khí tượng Tân Cương dự báo trong vài ngày tới khu vực động đất sẽ có nhiều mây hoặc mưa rào. Nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm và chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng nhất định đến công tác cứu hộ. Sau trận động đất, quận tự trị Kakugan Katik đã điều động tổng cộng 1.000 quân, cảnh sát vũ trang và cảnh sát an ninh công cộng và hơn 1.200 người từ đội công tác làng Visit Huju, cán bộ cơ sở y tế, lính cứu hỏa và đối tác thâm quyến chi viện cán bộ thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Khu vực thiên tai và các tuyến đường lân cận, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở khác đang hoạt động bình thường. Sở Nội vụ khu tự trị Tân Cương đã điều động khẩn cấp 500 lều bông, 1.000 mền, 1.000 áo khoác bông, 1.000 giường gấp và 1.000 túi ngủ. Khu vực Kasga đã phân bổ 10 triệu nhân dân tệ trong quỹ đặc biệt để cứu trợ thiên tai. Hạt tự trị Takugan Takik đã nhanh chóng vận chuyển chăn ga gối đệm, áo khoác bông, thực phẩm và nhiều vật liệu cứu trợ đang cần được phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Thị trưởng hạt tự trị Takugan Takik Gurian Badubahemen cho biết chính quyền địa phương đang tổ chức nhiều lực lượng khác nhau để chuyển và tái định cư cho khoảng 10.000 người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, hơn 8.000 người. Sau trận động đất ở quận tự trị Takugan Takik, Tân Cương, nhiều công tác cứu hộ và tái định cư đã được thực hiện một cách toàn diện, về cơ bản đã trở lại bình thường. Vào trưa ngày hôm nay, tại khu tái định cư tạm thời, các dãy lều cứu trợ đã được dựng lên và những người dân bị ảnh hưởng đã tạm thời ổn định. Các phương tiện tiếp tục được đưa đồ đạc, đội cứu hộ và dân làng đến giải cứu. Nhiều vật liệu khác nhau được chất thành đống hai bên lều. Các đầu bếp tự nguyện đến từ thị trấn của quận đang nhóm lửa nấu ăn, trồng mẫu giáo lều trong làng đã bắt đầu mở lớp và các giáo viên của trường mẫu giáo quận đến hỗ trợ đang tổ chức cho các em ăn. Do trời lạnh về đêm nên người dân địa phương cũng đã phát các vật liệu sưởi ấm như bếp than cho người dân trong thôn. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về kinh tế do trận động đất gây ra là 864 triệu nhân dân tệ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.